Mark One số 1 về Mark. What's up cho anh em, Tùng Chuôn đây. Như các bạn cũng biết là nhắc tới MacBook là nhắc tới một dòng sản phẩm laptop cao cấp tới từ nhà Apple. Mình có thể lấy ví dụ là với giá khoảng tầm 20 triệu cho hàng line new. Nếu nói về cấu hình thì chúng ta chỉ mua được những chiếc MacBook Pro Core i5 không có card rời. Nhưng nếu cùng với số tiền đó chúng ta mà mua laptop chạy Windows thì với tầm giá này chúng ta hoàn toàn có thể tậu một em i7 card rời là một điều hết sức bình thường. Tuy nhiên vẫn có rất là nhiều người thích mua Mac, chọn Mac là chiếc laptop tiếp theo của mình. Vậy thì tại sao MacBook đắt mà vẫn có người mua? Thì hãy cùng mình vào video ngày hôm nay để tìm hiểu nhé. Đối với mình thì tiền nào của nấy, cái gì đắt thì cũng sẽ có lý do của nó. Và đôi khi chúng ta sẽ không thể nào mà mua được bằng tiền. Apple đã rất khéo léo khi họ đã tạo ra những thứ chỉ riêng họ mới có. Chỉ có mua MacBook thì người dùng mới có thể trải nghiệm được một cách hoàn hảo. Lý do đầu tiên khiến người dùng chọn MacBook thay vì những chiếc laptop Windows khác, đó chính là về hệ điều hành macOS. macOS là hệ điều hành do chính Apple tạo ra. Họ tùy biến, họ tối ưu hóa phần cứng khiến cho thiết bị của chúng ta chạy hết sức là mượt mà và tiết kiệm pin. Một số phần mềm đồ họa của các hãng điển hình như là Adobe được tối ưu cực kỳ tốt cho macOS. Và điều này các bạn có thể thấy là dân chuyên về thiết kế cũng như đồ họa hay là âm thanh ánh sáng, đa phần là họ sử dụng macOS. Chưa kể đến việc chỉ có Mac mới chạy được macOS một cách hoàn hảo. Còn những máy chạy Win thì không thể cài được Mac. Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể sử dụng một vài công cụ giả lập được Mac ở trên các cái laptop của Windows, nhưng nó không thực sự ổn định. Ngược lại thì MacBook chạy Win vô cùng tuyệt vời, không gặp bất cứ một trở ngại nào. Nói thêm một chút về macOS thì khi mà các bạn mua MacBook, máy đã được cài sẵn và hoàn toàn free, và các bạn sẽ có khả năng nâng cấp free trong vòng 5 đến 10 năm là chuyện hết sức bình thường. Còn đối với lại Windows, đa phần chúng ta phải mua ngoài hoặc là cài Win lậu, khá là thiếu an toàn và ổn định. Lý do thứ hai đó chính là về mặt thiết kế. Phải nói rằng MacBook chính là dòng sản phẩm có thiết kế đẹp, sang trọng và tinh tế. Tuy nhiên không chỉ đến với những cái sản phẩm gần đây mà những chiếc MacBook mới đẹp mà đã từ rất lâu rồi, khoảng tầm từ những cái năm 2007-2008, những chiếc laptop Windows còn làm từ nhựa thì Apple đã tiên phong trong việc sản xuất một dòng sản phẩm hoàn toàn bằng kim loại. Qua từng thế hệ thì thiết kế này ngày càng được hoàn thiện, mỏng hơn, nhẹ hơn, hiện đại và tinh tế hơn. Đến tận bây giờ, khó có sản phẩm laptop nào trên thị trường có thiết kế ở cửa trên so với lại MacBook. Và mình thấy là một số dòng sản phẩm laptop chạy Windows bây giờ đang học hỏi những cái chi tiết thiết kế từ nhà Apple. Chính vì những cái điểm đặc trưng ở cái phần thiết kế này mà rất là nhiều doanh nhân ưa thích xài MacBook, bởi vì họ chỉ cần một cái thiết bị đẹp, sang trọng, đẳng cấp là đủ. Những thứ khác có hay không là không quan trọng. Tuy nhiên, MacBook không chỉ được giới doanh nhân ưa chuộng mà nó còn được giới designer cực thích, đơn giản là vì màn hình của MacBook quá đẹp. Và đây cũng chính là lý do thứ ba. MacBook từ rất lâu được trang bị màn hình đẹp cũng như là độ phân giải cao hơn các máy Windows cùng thời. Ở thời điểm hiện tại cũng vậy, độ tươi và no của màu sắc, độ trong trẻo cũng như là chính xác, kèm theo với đó là độ nét dã man con ngan đã tạo nên thương hiệu màn hình Retina chứ danh mà bạn không thể tìm thấy được ở một sản phẩm laptop nào khác. Lý do thứ tư mà một người dùng bình thường khi đã trải nghiệm MacBook rồi thì sẽ khó có thể rời xa, đó chính là về trackpad. Trackpad của MacBook hiện nay có thể nói không có đối thủ. Apple đã đi tiên phong trong việc tích hợp công nghệ FogTouch để giúp người dùng có những thao tác đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Chưa kể đến việc trackpad của MacBook còn hỗ trợ các cái thao tác đa điểm cực kỳ tuyệt vời, và chính họ đã là người đi tiên phong trong cái việc này. Trackpad của MacBook thì các bạn hoàn toàn có thể xài thay thế được chuột một cách rất là bình thường. Và cách sử dụng trackpad ở trên MacBook thì chả khác gì so với việc bạn sử dụng ngón tay ở trên màn hình cảm ứng chọt chọt lên iPhone, iPad cả. Lý do cuối cùng thì mình xin được phép gộp hai thứ vào, đó chính là về loa ngoài và touch bar. Nói về touch bar thì đây là một thứ khá mới mẻ trong làng công nghệ và mới được bắt đầu xuất hiện trên dòng MacBook Pro Retina 2016. Đây là một cái phần màn hình cảm ứng phụ của Apple đặt ở phần bàn phím, và tất nhiên nếu các bạn muốn trải nghiệm tính năng này thì chỉ có thể mua MacBook và các bạn sẽ không thể tìm thấy cái điều này ở trên những cái sản phẩm khác. Còn đối với lại loa ngoài ở trên MacBook thì đối với cá nhân mình nó là rất xuất sắc, vượt trội hơn hẳn so với lại những chiếc laptop khác. Nếu bạn có thể thì hãy đến Mark One 113 Hoàng Cầu để trải nghiệm tất cả những ưu việt của MacBook nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video hay và bổ ích đừng quên để lại một like, một subscribe kênh để ủng hộ mình. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!